Xin chào mọi người, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bé khủng long giống như vậy nha. Và ở đây mình sẽ sử dụng sợi màu cam để làm. Và sợi này có kích thước là 3.75mm. Kim của mình sử dụng là 1.8mm. Nếu mà các bạn muốn dùng len to hơn thì cũng vẫn được, tại vì nó sẽ ra kích thước của bé khủng long to hơn thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Và bây giờ mình bắt đầu làm. Bây giờ mình sẽ làm cái phần mình trước, là cái phần mình này nè. Thì lúc nào đầu tiên các bạn cũng sẽ gầy cho mình. Là hai mũi bính lên, vòng xuống và móc cho mình 8 đơn. Lên hàng thứ hai sẽ là 8V. Là mình sẽ dùng mũi V hết ở hàng thứ hai. Xong hàng thứ hai nè. Hàng thứ ba sẽ là một đơn và một vê. Thì nếu các bạn chưa quen thì các bạn sẽ đánh dấu vô để đánh dấu cái hàng kết thúc. Thì mình sẽ móc trước là một đơn, một vê. Mình mới móc một đơn một vê đây nè, nên mình sẽ đánh dấu cái bên cạnh này. Một đơn một vê. Nha. Mình đến đây là mình biết ở đây là kết thúc hàng nè. Bây giờ mình tiếp tục. Mình gỡ cái này ra. Lên hàng thứ tư sẽ là 2 đơn 1 V. Thì mình móc trước 2 cái đơn trước. Rồi mình đánh dấu vào đây. Thank you.
thấy vướng thì mình gỡ ra. Rồi đến đây là hết hàng rồi. Là mình xong hàng thứ tư. Lên hàng thứ năm là 3 đơn 1 V. Mình móc trước 3 đơn. Mũi V. Rồi tiếp tục 3 đơn. Một V. Làm vậy đến hết hàng. Đây là hàng thứ 6. Đây là hàng thứ 5 nha mọi người. Mình làm xong đến cuối hàng thứ 5 rồi. Bây giờ mình lên hàng thứ 6. Hàng thứ 6 thì mình sẽ không tăng mũi nữa. Thì mình sẽ móc mũi đơn cho đến hết hàng luôn. Nên mình sẽ gỡ cái này ra. Mình móc 3 mũi đơn ra. Rồi mình đánh dấu vô để nhớ cái điểm kết thúc nha. Bây giờ mình sẽ móc mũi đơn. Cho xong cái hàng thứ 6. Và mình móc đến cuối hàng thứ 6 rồi. Bây giờ mình sẽ canh là một nửa ở đây. Mình giống ở đây nè. Cũng làm một cái đánh dấu ở đây. Đó. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái hàng thứ 7. Cái hàng thứ 7 thì mình sẽ bắt đầu thay len ở chính giữa bụng để cho nó có màu, nó có cái màu trắng ở giữa bụng như thế này. Nó hơi vướng nên các bạn có thể tháo ra, nhưng mà các bạn nhớ nha, các bạn móc cho mình là 3 mũi đơn trước, rồi mình sẽ đánh dấu lại. Mình sẽ móc trước là 6 mũi đơn ở hàng thứ 7 trước. Hàng thứ 7 mình móc vô 6 mũi đơn nè. À không, các bạn sẽ móc cho mình là 5 đơn đi. Cái mũi thứ 6 thì các bạn giữ cho mình như thế này, chứ không có móc qua như vậy nha. Để như thế này nè. Rồi mình sẽ dùng cái len cùng kích thước với cái sợi này luôn. Mình làm cái phần bụng. Cái len này là màu trắng hơi ngà. Thì khi thay len á, các bạn luôn nhớ cho mình là để cho nó có hai mũi như thế này. Rồi mình kẹp cái sợi này vô. Mình kẹp cái sợi màu cam với cái sợi màu trắng này vô luôn với nhau nha. Thì ở đây mình sẽ móc là 8 đơn, 8 mũi đơn màu trắng.
ở đây mình muốn thay cái chỉ màu cam lại thì mình sẽ để ra nó hai sợi. Mình gỡ ra để mình để thành hai sợi như thế này. Và mình bỏ cái này xuống nè. Mình lấy cái sợi màu cam lên. Rồi. Mình kéo nó qua luôn. Mình móc tiếp. Thì đến đây mình không cần đánh dấu cái này nữa nên mình sẽ tháo ra luôn. Bây giờ mình sẽ móc mũi đơn đến hết hàng nha. Thì lúc này các bạn không cần kẹp cái sợi màu trắng này vô nữa, mình móc màu cam riêng thôi. Đây là hàng thứ 7. Quen móc cái kiểu đổi màu này á, thì các bạn có thể dùng cách khác là các bạn móc riêng một cái miếng màu trắng rời, sau đó may vô sau cũng vẫn được. Nhưng mà mình hướng dẫn là móc dính vô luôn, thay màu luôn. Lên hàng thứ 8. Thì mình nhớ mình móc 3 mũi thì mình phải chừa lại 3 mũi đây. Mình vô đây mình đánh dấu nè. Đó. Tiếp tục. Thì ở đây tổng cộng mình sẽ có là 4 đơn. Rồi mình sẽ thay chỉ. Nên ở cái mũi thứ 5 này á, các bạn sẽ móc như vậy nha. Rồi lấy cái sợi màu trắng, đặt nó như thế này nè, đừng có cho nó căng quá. Kép vô, kép vô như này cũng được nè. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp cái sợi màu cam này vô đây luôn. Sợi màu trắng vô với nhau, sợi trắng ở dưới nha. Rồi mình móc tiếp, làm 1, 2, 3, 4. Hàng thứ 2 sẽ là 10 mũi đơn màu trắng. Rồi mình lại tiếp tục lấy cái len màu cam lên, móc vào đây. Mình sẽ móc tiếp mũi đơn đến hết hàng. Mũi đơn đến hết hàng nha. Và mình móc xong cái hàng thứ 9 rồi.
móc xong cái hàng thứ 8, bây giờ mình sẽ lên cái hàng 9. Hàng thứ 9 thì mình tiếp tục gỡ cái này ra nè. Rồi mình móc 3 mũi đơn trước để đánh dấu. Rồi tiếp tục 4 đơn màu cam, 5 đến đây thì các bạn sẽ tiếp tục thay len màu trắng vô, mình kẹp nó vào này cho nó lẩm lẩm ra cũng vẫn được đó, mình kẹp vô. Rồi mình kẹp cái sợi màu cam chung vô luôn. Ở đây thì mình sẽ móc thêm một mũi nữa. Rồi tới đây thì mình mới thay. Có nghĩa là ở đây mình sẽ làm là 1, 2, 3, 4, 5 mũi đơn. Rồi mình mới bắt đầu thay màu trắng vô. Tổng cộng là 11 mũi đơn màu trắng. Rồi mình lại thay màu cam. Và tiếp tục móc mũi đơn đến hết hàng. Cái này là hàng 9 nha. Và bây giờ lên hàng thứ 10, mình cũng tháo cái này ra và móc 3 mũi đơn trước, sau đó gắn cái này vô. Kẹp cái sợi màu cam vô nên mình sẽ gỡ ra làm lại nha. Kẹp cái sợi màu cam này vô luôn.
đến đây thì mình sẽ không có cho nó xè nữa. Mình muốn nó thẳng cái đường này lên thì mình chỉ móc tới đây thôi. Rồi mình thay cái sợi màu cam vô. Thì tổng cộng ở đây có là 2, 4, 6, 8, 10, 11 mũi màu trắng. Rồi mình thay màu cam vô, mình lại móc mũi đơn đến hết hàng luôn. Hàng thứ 11 cũng vẫn làm như vậy. Thay cái màu cam. Thì các bạn nhìn nè, lúc này ở dưới đây á thì mình sẽ móc ra thêm một mũi, nó sẽ xòe ra như này. Nhưng mà đến đây thì nó thẳng hàng lên nè. Cái mũi thứ 6 á, lên đến đây nè là mình vẫn chưa có giảm mũi nha, mình vẫn móc mũi đơn bình thường. Nên mình đang cho nó đi thẳng lên á, chưa có tấm.
Từ hàng thứ 9 đến hàng thứ 12 là mình đang làm giống nhau nha. Xong hàng thứ 12 rồi, bây giờ mình sẽ làm lên hàng thứ 13. Hàng 13 thì mình bắt đầu giảm, nhưng mà mình không có giảm nhiều đâu. Cứ 10 mũi đơn mình sẽ bỏ 1. Bây giờ mình móc 10 mũi đơn trước. Mình móc 3 mũi trước để đánh dấu nha. Rồi 3 nè, 4, 5, 6. Ở đây thì mình muốn nó tấm vô nên mình sẽ móc thêm một mũi đây nữa, là 7. 7 mũi màu cam nè. Rồi mình thay cái này vô. Rồi mình đang nhớ là nó là 7 mũi nha. Tiếp tục nè. 8, 9, 10. Mình đang tính là 10 mũi bỏ 1 nè, nên mình sẽ bỏ 1 mũi đây. Vô giống bên này nên mình sẽ bớt một mũi ở đây này. Nhưng mà mình phải nhớ là mình đang móc 4 mũi đơn nha. Rồi, thay chỉ. 5, 6, 7, 8. Thì mình nhớ tháo chỗ này, mình nhớ đánh dấu lại để mình lên cái hàng tiếp theo á. 7 8 9 10. Bỏ 1 nè. Thì ở đây mình phải thay chỉ luôn, phải thay chỉ màu trắng luôn. Mười mũi bỏ một.
mọi người không cần phải đánh dấu nữa đâu. Mình cứ mất 10 mũi bỏ 1 lên trên luôn. Nên mình tiếp tục cứ đếm 10 mũi và bỏ 1 thôi. Nó có bao nhiêu hàng. Ở đây thì mình tiếp tục lên và vẫn là 10 mũi bỏ 1. Mình đang làm tới hàng thứ 17 nha. Thank you.
10 mũi bỏ 1 có nghĩa là mình vẫn tính ở đây luôn. Vẫn tính ở đây là mình đếm từ 1 tới 10 là mình vẫn tính đây, mình không cần tính màu nữa. Nhưng mà nếu cái mũi mà mình bỏ nó nằm ngay cái màu trắng á, thì mình sẽ không bỏ ở đó, mình sẽ bỏ cái phần màu cam thôi. Từ đây qua đây là 7 rồi nè, 8 nè, 9, 10. Thì ở đây đáng lẽ mình phải bỏ, nhưng mà mình sẽ không bỏ cái phần màu trắng. Mình vẫn tiếp tục móc. Rồi mình đếm lại là 1, 2, 3. Mình mới bỏ mũi. Màu trắng mình vẫn để như vậy vẫn được. Rồi mình tiếp tục. Giờ hàng thứ 19. Hàng thứ 19 thì mình cắt luôn cái này đi. Mình cắt luôn cái màu trắng. Và mình vẫn đang đếm 10 mũi bỏ 1 nha. Các bạn lỡ mà có bị thiếu mũi bỏ thì cũng không sao, mình cứ làm thoải mái đi. Bỏ 1 chứ mình chưa có đổi. Bây giờ mình bỏ bông vô. Thank you.
mình sẽ giống từ ở cái điểm này nè. Các bạn giống lên trên này là thẳng hàng, thì mình cứ nhắm nó là điểm kết thúc đi. Thì bây giờ mình sẽ móc 7 mũi bỏ 1. Bây giờ mình sẽ móc 3 mũi bỏ 1. Sẽ trừ khoảng cách là 2 hàng nha. Mình đã làm xong phần mình rồi, bây giờ mình sẽ làm phần đầu.